Trong thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo tại Việt Nam, những cầu thủ trẻ đóng vai trò là trụ cột. Họ là điểm nổ trong cách chơi mà ông Park tạo dựng xuyên suốt các giải đấu từ năm 2018 cho đến nay. Niềm tin dành cho Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường gần như không còn phải bàn cãi, bất chấp đôi khi nhiều cái tên từ U23 lên đánh rơi phong độ. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bỏ quên các cầu thủ lớn tuổi hay cựu binh ở đội tuyển Việt Nam. Đúng hơn, ông Park biết khi nào sẽ cần tới kinh nghiệm bên cạnh sức trẻ để tạo nên một đội tuyển hoàn hảo. Minh chứng lớn nhất là AFF Cup 2018, khi bên cạnh những tài năng trẻ, ông Park đã trao cơ hội cho những Huy Hùng, Hùng Dũng, Văn Quyết, Anh Đức để gánh phần kinh nghiệm cho các đồng đội trẻ. Và đây là một trong những giải đấu mà tuyển Việt Nam được coi là hay, hoàn hảo nhất từ trước đến nay. Sau AFF Cup 2018, khi nhận ra các cầu thủ đã trưởng thành nhanh chóng, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng xây dựng ý tưởng dùng các cầu thủ trẻ làm nền tảng cho đội tuyển, hướng đến các giải đấu lớn phía trước. Trẻ hóa đội tuyển một cách mạnh mẽ là hướng đi rất đúng đắn mà ông thầy người Hàn Quốc đang theo đuổi. Tuy nhiên vào lúc này, xem ra huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ phải tạm chấp nhận dừng cuộc cách mạng của mình khi phần đông các tuyển thủ đi cùng mình từ vòng chung kết U23 châu Á đang gặp vấn đề. Việc thi đấu quá nhiều khiến hàng loạt cầu thủ gặp chấn thương như Văn Thành, Văn Đức, Đình Trọng hay sa sút phong độ nghiêm trọng như Quang Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng. Trong khi đó, khá đông các cựu binh của tuyển Việt Nam lại đang chơi rất thăng hoa ở V-League. Có thể kể đến như Hải Huy, Mạc Hồng Quân, Văn Quyết và rồi là Hà Minh Tuấn đều đang là những cái tên chơi xuất sắc tại V-League suốt thời gian qua. Phong độ đó của các cựu binh là quá ấn tượng để buộc ông Park khó có thể bỏ qua. Trận đấu với Thái Lan đang đến rất gần, tính chất của nó không còn là một giải giao hữu như kinh cấp. Vì vậy việc sử dụng những cầu thủ trẻ đang đánh mất phong độ là việc quá mạo hiểm. Trong khi đối thủ đang dốc toàn lực để đấu với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo với quyết tâm phục thù sau những thất bại thời gian gần đây. Rất nhiều cái khó cho huấn luyện viên Park Hang-seo trong thời điểm hiện tại. Bài thủ dùng người như thời AFF Cup 2018 rất có thể sẽ được ông tái hiện ít nhất ở những trận thuộc vòng loại World Cup 2022 trước khi chờ nhóm cầu thủ trẻ quay trở lại với phong độ cao nhất.